Em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay đây em test cho bác xem một con nguồn 7,5 kW nhá. Bơm piston. Đấy. Bơm Tozooki 63cc. Lưu lượng tối đa nó là 95 lít trên phút này. Đấy. Chạy bây giờ động cơ 7,5 kW Mitsubishi nhá. Van điện điều khiển cho một cây xi lanh cùng dầu 150 lít. Con này em đang test cho bác khách để giao cho bác khách ở trên Lai Châu. Đấy. Động cơ và bơm đang chạy đây. Đấy. Rất chi là êm nhá. Lưu lượng lớn này, cây xi lanh chạy rất chi là nhanh luôn. Và đấy thì em xin giới thiệu tiếp một cái cây xi lanh. Cây xi lanh này là T80, bộ ngoài 150, hành trình 200. Đấy. Con này thì em giao bác khách cho mình con nguồn đấy nhá. Nguồn này bên em đang làm với giá là 22 triệu. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0985 324456 hoặc là số 0355 557558 nhá. Đấy, đây em test áp cho bác xem này. Đây. Áp em đang để mức áp 220 nhá. Đấy. 220 này. Động cơ và bơm này đang chạy đang rất chi là êm luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0985 324456 hoặc là số 0355 557558. Riêng con nguồn này này là giá là 22 triệu. Còn cây ben này là giá 3 triệu. T80, vỏ ngoài 150, hành trình 200 nhá. Combo của em là đầy đủ luôn. Van điện điều khiển một cây xi lanh này, động cơ 7,5 bơm Tozooki. Áp 250 nhá, lưu lượng max của nó là 95 lít trên phút nhá. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ với em. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác theo dõi thì cho em xin một like và một đăng ký kênh ạ. Em xin tạm biệt các bác nhá.